chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tiền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Video ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao với giá mềm mềm chưa tới 500 triệu nhé. Thì bên cạnh Tiền đây là Ford EcoSport phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất đời 2020 các anh chị nha. Em này đi 48.000 km thôi và full lịch sử hãng. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 476 triệu các anh chị nha. Màu trắng rất là dễ xài luôn. Eco thì hiện tại bên Tiền đang còn hai xe nữa các anh chị, đều là bản Titanium, một chiếc đời 2017 màu bạc với giá là 386 triệu nè, một chiếc màu đỏ bản Titanium đời 2018 với giá là 449 triệu. Thì bây giờ Tiền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này. Anh chị có quan tâm tới hai chiếc xe còn lại thì alo Tiền, Tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Em này nước sơn màu trắng rất là hot các anh chị ha. Eco là màu trắng là phải nói là bên Tuyền về là nhận cọc rất là nhanh luôn á. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Nước sơn thì không có bị trầy xước gì hết nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà có trầy xước dăm dăm nhẹ nhẹ ở một vài chỗ hay là giảm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị nha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị ha. Em này thì biển Sài Gòn nha, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm, hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70% nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp cabo không trầy xước các anh chị ha. Em này 2020, form của nó cũng là form mới rồi các anh chị. Tuy nhiên là form mới của cái phiên bản mà còn cái ba lô phía sau nha. Đèn thì còn trong đẹp các anh chị. Chản trước thì có bị xước sát nhẹ nhẹ ở những điểm như thế này. Đấy, Tuyền sẽ để xe mọc như thế này cho các anh chị nhà mình xem. Nếu các anh chị nào mình không thích Tuyền hỗ trợ dặm lại cho các anh chị cho đẹp nhé. Đây, mỗi đầu cản còn rất khít nè các anh chị. Nhìn cái xe là biết anh chủ nhà mình giữ xe kỹ như thế nào rồi ha. Lớp độ gai gió Tuyền thấy còn khá là sâu nhé. Và mâm ở đây Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Mâm rất là đẹp nhé. Vỏ này anh chủ đã lên vỏ cho mình rồi nè. Đấy, vỏ 2022, vỏ Michelin các anh chị nhé. Rồi, đăng kiểm và đường bộ thì còn tháng 7 2024 các anh chị nha. Đã dán phim rồi, lên bệ bước cho mình luôn rồi các anh chị. Bên hông xe không có bị trầy xước móp méo gì hết nha. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đèn hậu phía sau thì còn trong đẹp, cái này là anh chủ nhà mình ốp thêm, ốp viền đèn các anh chị ha. Bản Titanium nè các anh chị. Em này thì đã có cam lùi và bốn mắt cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Đó, nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền nha. Sáng đẹp không vấn đề gì hết. Em này gầm cao đi rất là sướng ha. Những anh chị nào mình ở khu vực địa hình khó đi như là Đắk Lắk, Đắk Nông nè, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bình Phước, Tây Ninh mà tìm xe 5 chỗ gầm cao giá mềm mềm thì chốt ngay em này đi các anh chị. Cốp em này thì cũng tương đối các anh chị ha. Đây, máy tấm này là anh chủ nhà mình trải thêm để bảo vệ cái phần nỉ bên dưới nè các anh chị. Con đội tay quay. Đó, đầu nghề còn đầy đủ các anh chị ha. Rồi, nỉ cốp cũng khá là sạch á. Ok, máy em này 1.5 mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 tới 6 lít thôi, khá là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị nhá. Ghế da nguyên zin tông màu đen, chất da còn rất căng rất đẹp. Chủ xe giữ xe kỹ lắm các anh chị. Sàn ở đây là sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị ha. Đấy, ghế mình thì vẫn còn là chỉnh cơ. Em này là full lịch sử hãng nha. Đi 48.000 km nè. Và ở đây thì hẹn mình 55.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa. Xe này mới vừa bảo dưỡng xong các anh chị ha. Đó, vô lăng nè, vô lăng bọc da các anh chị. Tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như thế này các anh chị. Táp lô không có bị trầy xước gì hết. Màn hình zin heo xe các anh chị. Màn hình đứng khá là xịn sò như thế này. Gian lạnh nè các anh chị. Cần số thắng tay còn khá đẹp. Trên này có cửa sổ trời nữa, tiện mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem ha. Còn hoạt động rất là tốt, rất là mượt mà và một chạm các anh chị. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Với tầm tiền này nếu mà các anh chị mua sedan á, thì các anh chị có thể là mua được những chiếc xe như là Vios hoặc là Accent đời hơi cao cao chút xíu. Thì các anh chị có thể là mình cân nhắc mình lấy em này được gầm cao đi sướng hơn ha. Rồi ok, nhìn sơ giúp Tiền phần ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo, khung sườn máy móc nguyên zin các anh chị ha. Đấy, máy nè các anh chị, ốc máy nè. Đó, nguyên zin không có dấu hiệu tháo mở ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm.
Anh chị mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha, còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nhé. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Ford EcoSport phiên bản Titanium bản cao cấp nhất đời 2020. Em này mới đi có 48.000 km thôi, full lịch sử hãng. Bên tiên đang bán xe này với giá là 500 lộn vô